Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ Luật Sư X. Đã rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, và trong hôm nay với yêu cầu của nhiều người, chúng ta sẽ nói về vụ công an đánh hai người bạn trẻ đi xe máy tại Sóc Trăng thì phải. Có rất nhiều cái quan điểm cũng như là góc nhìn đưa ra trong vụ việc này. Cụ thể như là nhiều người thì làm chứng và nhiều người cũng cho rằng là do hai bạn trẻ chống đối và gây ảnh hưởng và nguy hiểm đến tính mạng, đến sức khỏe công an, và phải bực bội lắm thì người ta mới ra những cái đòn như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta phải khẳng định rằng là trong mọi trường hợp thì việc đưa ra những cái hành động của những đồng chí công an này là không nên. Và chính bởi vì lý do này nên là những đồng chí công an đã bị đình chỉ công tác để tạm thời điều tra cũng như là xem là có yếu tố vi phạm pháp luật hay không. Theo quy định tại Điều 44 Luật Công an Nhân dân năm 2018, nội dung như sau: sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo từng tính chất, mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức thì phải bồi thường theo đúng quy định pháp luật. Như vậy thì có thể thấy rằng việc đình chỉ ở đây chỉ là bước đầu giải quyết mà thôi. Theo đó là 4 đồng chí công an này có thể đối mặt với những mức xử phạt có thể về hành chính. Về mức xử phạt hành chính thì được quy định cụ thể tại Nghị định số 144-2021, nghị định của Chính phủ. Theo đó thì phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng nếu là gây thương tích cho người khác mà chưa đủ điều kiện để truy tố trách nhiệm hình sự. Ở trong trường hợp này, với những hành động này, việc đánh ở đây chỉ đánh vào những cái vùng mềm và ít nguy hiểm. Và theo góc nhìn của nhiều người thì việc mà sử dụng vũ lực ở đây chỉ là để giải tỏa đi những cái áp lực, những cái căng thẳng trong cái quá trình truy đuổi và sự chống trả của những bạn trẻ mà thôi. Nên theo tôi, ở đây chỉ dừng lại mức xử phạt hành chính từ 5 đến 8 triệu. Còn để tiến xa hơn về mức xử lý hình sự, được quy định tại Điều 137 về tội gây tổn hại, xâm phạm sức khỏe của người khác trong quá trình thi hành công vụ ấy, thì có lẽ là chưa đủ yếu tố để cấu thành. Điều 137, tội gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong quá trình thi hành công vụ. Khoản 1 có quy định rằng là người nào khi thi hành công vụ sử dụng vũ lực ngoài những trường hợp mà pháp luật cho phép, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể là từ 31 đến 60% trở lên thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy với những sự tác động vật lý như này thì việc mà gây thương tích đến trên 31% là khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, đấy chỉ là một phần mà thôi. Bởi vì khi mà bị xử phạt hành chính thì sẽ bị kỷ luật, thậm chí có rất nhiều trường hợp sẽ bị ra khỏi ngành. Và đây có lẽ là những mức xử phạt nặng hơn dành cho những đồng chí công an thực hiện những hành vi có sự suy nghĩ chưa chín chắn. Song song với việc bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật, thì những đồng chí này hoàn toàn có thể đối mặt với những nguy cơ bị khởi kiện liên quan đến vấn đề dân sự. Ở đây là đòi bồi thường thiệt hại. Bồi thường thiệt hại ở đây gây ra do là xâm hại đến tính mạng. Việc bồi thường thiệt hại ở đây căn cứ trên việc là xâm hại đến sức khỏe của những cái bạn trẻ, thậm chí là tài sản của họ. Và gia đình của những bạn trẻ này hoàn toàn có thể gửi đơn đến và yêu cầu khởi kiện bồi thường thiệt hại. Và lúc đó gia đình sẽ chứng minh rằng là tiền viện phí như thế nào, thiệt hại mất mát là bao nhiêu. Hy vọng video ngắn này sẽ có ích cho các bạn. Các bạn có thể tham gia group sảnh luật lệ của Luật Sư X, ấn like fanpage của Luật Sư X chi nhánh Hà Nội và Sài Gòn. Cũng như Luật Sư X là hệ thống dịch vụ pháp lý trên phạm vi toàn quốc nên các bạn có thể liên hệ để sử dụng dịch vụ. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật Sư X đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.